Dân Bản Lũ rất là phấn khởi. Thứ nhất là thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai được đón tiếp là cháu Tất Thắng, nhà tài trợ đã có công giúp cho nhân dân Bản Lũ có được hai cái cầu. Thì trong năm 2023 này, từ nay trở đi là nhân dân Bản Lũ không phải lội suối như ngày năm trước nữa. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay Thắng đang có mặt tại thôn Bản Lũ. Hôm nay là ngày tổ chức cái lễ tổng kết ngày hội đại đoàn kết của bà con nhân dân tại thôn Bản Lũ. Hôm nay Thắng có vào đây để bàn giao nốt cái số tiền mà gia đình bác Ngô Trung, và gia đình bác Ngô Trung có giúp một con lợn nữa là 5 triệu tại cái lễ này. Đó. Hôm nay thì mời các bác vào đây xem là bà con hôm nay đang làm cái gì, những cái món gì rồi, đồ gì và đang cái phần lễ ở đây. Đấy. Bên này toàn các chị em chưa được diễn à? Ôi dồi, tiếc thế. Đây thời tiết đang mưa quá. À, xin chào. Xong hết rồi à? Em bắt đầu anh ở đây. Cô vào đi. Đấy, vào trong này ngồi. Không sao, cứ vào. Cô tên là gì ạ? Cô Dự. Cô Dự. Đi vào, đi vào. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn. Xe anh Sự lùi lại đi. À, cần gì nữa. Đây ok. Cậu hôm nay thì bạn Thông và mọi anh em trong bản đã làm lại cái biển rồi. Rất là tuyệt vời. Và qua đây gửi lời cảm ơn đến gia đình bác Ngô Trung và ông Ngô Khôn Trị. Đó, đã gửi tặng thôn một cây cầu trị giá 180 triệu đồng. Đấy, cái số tiền hôm nay thì là hôm trước thì Thắng đã có bàn giao là bao nhiêu nhỉ? 170 triệu rồi. Hôm nay tiếp tục bàn giao đây là 10 triệu. Ở đây trời đang mưa thì tí nữa em Thông em đếm lại. Đây là 10 triệu nhá, đây là hai kẹp này. Đấy. Mỗi kẹp này là 100 tờ. Em cứ đếm lại cho nó chắc chắn, tí nữa đếm lại. Đấy, và cái khi làm cây cầu này thì các bác biết rằng là qua một cái thời gian mà đúng vào cái lúc mà tháng 7 nó mưa dữ dội, và cây cầu được thực hiện trong vòng khoảng là mất gần một tháng trời, và bà con làm rất là nhanh với hai mố, hai đầu và một trụ giữa. Cây cầu có độ dài là 12m6 và rộng là 3m2, phục vụ cho bà con nông dân đi lại ở cái khu vực này mà rất là đẹp. Đấy, lúc đầu thì làm ở kia và cho phá đi, và bây giờ làm lại ở đây. Và hôm nay đặc biệt nữa là Thắng cũng đến đây và dự cùng với cả bà con ngày hội đại đoàn kết. Và trong cái số tiền đó thì gia đình bác Ngô Trung có hỗ trợ 5 triệu cho bà con mổ một con lợn cùng với cả ngày hội đại đoàn kết ngày hôm nay. Đấy, và gửi lời lại cho em Thông. Đấy, và đã là người trực tiếp cùng với cả chính quyền địa phương và bà con nhân dân làm cây cầu này. Đó. Mời bạn Thông. Qua đây thì cũng xin được chân thành cảm ơn anh Nguyễn Tất Thắng là người đã trực tiếp kết nối được những tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là gia đình bác Ngô Trung. Thì qua đây thì cũng thay mặt cho bà con nhân dân thì cũng được xin chân thành cảm ơn gia đình bác Ngô Trung cùng toàn thể gia đình đã giúp đỡ bà con để mà xây dựng được một cây cầu. Phải nói là cây cầu này là ước mơ của bà con bấy lâu nay. Thì thay mặt cho bà con nhân dân thì xin được chân thành gia đình bác Ngô Trung chúc gia đình bác cùng
cùng toàn thể gia đình sức khỏe hạnh phúc và sẽ luôn quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với những các vùng miền quê còn gặp khó khăn, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng như là địa bàn của thôn Bản Lũa, xã Linh Hồ nói riêng. Xin được chân thành cảm ơn bác. Rồi. Ok, chúc cho bà con nhân dân thôn Bản Lũa là gìn giữ cây cầu cho nó tốt để đi lại được nhiều năm và cùng với cả chính quyền địa phương phát triển kinh tế rồi là phát triển thêm nhiều những cái con đường, tuyến đường nữa để bà con đi lại có cuộc sống ấm no về sau này. Và hôm nay nữa thì đến đây thì dự bữa cơm hôm nay thì cũng có cô Dự đi cùng Tất Thắng, tại vì buổi chiều thì cô Dự mới đi sang bên Lùng Trang để vào nhà ông bà Quân. Hôm trước thì cô Dự có giúp đỡ là 30 triệu tại nhà ông bà Quân 90 tuổi đó, ở cùng với người cháu, thì chiều Thắng sẽ dẫn sang bên đó. Thì buổi trưa nay thì sẽ cùng với cả bữa cơm của thôn Bản Lũa ở đây thì cô Dự sẽ ăn cơm cùng với cả anh em Tất Thắng và chiều sẽ sang Bản Lũa và ngày mai sẽ đi Hấu Chua và đi rất nhiều những thôn bản. Các bác chờ xem những cái phần quà cô Dự gửi đến với cả bà con trong cái đợt này đi cùng Tất Thắng. Mặc dù là cô nói là đi chơi thôi nhưng mà vẫn có rất nhiều những món quà cho bà con nhân dân ở vùng cao trên địa bàn cao nguyên đá Đồng Văn mà trong những ngày tiếp theo cô Dự đi cùng Tất Thắng. Và bây giờ thì anh em mình về nhỉ. Bây giờ thì mời các bác thì về cùng Tất Thắng dự bữa cơm với cả bà con tại thôn Bản Lũa nhé. Đấy, cầu thì đã ok rồi. Cảm ơn gia đình bác Ngô Trung rất nhiều. Tiết mưa này tí thì uống rượu thì nhấc người thôi. Ô bấm mất này. Ô bấm mất té này. Bao nhiêu mâm nhỉ? 30 mâm à? Bình thường là chắc là bình thường. Tôi phải đủ 3. Thiếu không có rồi. Khó khả năng là đầy quá rồi, không đủ rồi. Ôi, nó lấy cái mông kia. Chết này.
rau xào. Vâng, rau cải xào. Hương cải xào. Chào chú Cát Thắng nha. Vâng, chào cô. Chị là cô thì suốt ngày cứ xem kênh này à. À chị à, chị thôi giờ. Chị thôi. Suốt ngày xem kênh Cát Thắng này. Đây à. Hai cô bảo à, lơ nào cái này nha. Đêm nay chị có muốn xuất hiện trên kênh Nguyễn Tất Thắng không? Không. Chị không xuất hiện đâu. Xấu hổ lắm nhỉ. Vâng, xấu hổ lắm. Mình bảo là chị lại bơm mâm mâm rau xanh này cho em lại cho lên Nguyễn Tất Thắng thì chết. Tối chị lại xem chị. Bò nhỉ, bò xào nhỉ. Bò xào anh ạ. Xào à, có cho gì không? Gừng nhất thứ em bây giờ cho cần. Xào cần. Bò xào cần thì tay xương bí bí xanh nhá, những người cả thôn ăn. Có đủ đĩa không anh? 30 đĩa chưa? Đây vẫn thiếu. Được bao nhiêu nhỉ? Sáu đã hả? Vừa đủ. Đang hành mà luôn chứ. Anh xem cái mâm nào của em ngồi cho ít hành đi nhá. Kinh lắm. Em bỏ ra 2 bát không hành. À, nhớ mâm Nguyễn Tất Thắng ngồi là không hành nhá. Chưa vậy rồi các bác cứ cho hành vào đi. Bỏ cái ra một phần đi. Tại vì em, mâm ngồi mấy người nhỉ? 8 người mà đúng không? 6 à? Ờ thế còn 5 người ăn hành nhưng mà. Tôi thật cái hộp ra nằm đây là bao nhiêu? Lấy cho em 30 đĩa nhá. Cái đĩa xào. Đây là thịt hầm. Như cụ cưới luôn. Này 30 mâm nha các bác nhá. Bên này bà con đang ngồi họp à, ngày lễ đang chờ.
Ôi trời ơi, ướt quá nhỉ. Như lội ruộng bây giờ này. Tí nữa không có cái ủng nào à. Tí anh em ăn cơm xong là bắt cá luôn. Khả năng tí nữa bàn mấy bàn đầu rồi phải chuyển vào trong. Hơi ướt rồi. Chưa ai đón à? Cùng với cả bà con. Vâng, xong rồi. Cô Dự là ở quận mấy nhỉ? Quận Gò Vấp. Ở trong đây, đây ngồi nói chuyện, hai chị em ngồi nói chuyện. Vâng. Dạ vâng. Dạ cháu nha. Dạ vâng. Tiên hôm nay mới gặp mặt cháu. Suốt trên TV thấy cháu nhưng hôm nay mới thấy cháu thực tế đấy. Vâng vâng. Dạ vâng vâng. Vâng vâng. Vâng. Ơn cháu. Bây giờ mời các bà ra ăn cơm thôi. Vâng. Mời không, đại biểu cũng ra ngoài ăn hết. Không ăn trong này đâu, ăn ngoài nó mới vui. Thôi, đây cô vào trong. Đấy, cô ngồi cùng gần anh Lượng. Tí bà con sang mời rượu giờ thôi. Cô uống được rượu không? Đây à? Không phải nữa được đây luôn. Đúng rồi, đây luôn. Đây. Dạ vâng. Vâng, ông bà các bà bên đây. Bà bên này là mình sang bên nó luôn hả? À không, về nhà xa quá. Tối mình về đó. Mình sang bên đấy vào chỗ nhà anh Minh trưởng thôn trước. Xong là chiều chiều mình sang nhà bà đấy. Vâng. À tí nữa ra ngoài có sữa xếp mua cho ông bà. Dạ. Vâng, đây là đại tiệc của thôn đấy. Đám cưới thôn. Vâng, năm nào cũng phải một lần. Ngày hội hôm nay là cũng ngày đoàn đoàn kết của dân tộc thì cũng cảm ơn anh với bác đến đây để tới ngày hội thôn. Vâng, xin được rồi mời trưởng thôn, mời mời các anh, vâng. Chị, vâng. Vâng. Thắng nhá. Vâng. Phải chúc mừng nhá. Vâng. À, rượu nặng ấy. Ui. Rồi chú làm phim vào đây đi. Chú làm phim. Sao trong kia đội kia ngồi trong kia còn nhiều thế? Không ra ngồi ăn à? Trong kia bốn mâm bếp. À bốn mâm trong nữa à? Là đồ bếp. Ừ. 100 bao nhiêu hộ nhỉ? 145 hộ dân. Cô ăn đi không? Chiều tối muộn lắm mới được ăn đấy. 7 giờ tối mới được ăn đấy. Ít hơn à? Ít hơn chứ. Em mới 87 mà. Lần đầu tiên vâng. Chúc mừng thôn với cả xã năm nay rất được mùa. Quân xanh lên quân đỏ à? Ủa chút đi. Một phó thì hội đồng nó có hai ủy ban là có hai phó. Đây là ba phó nữa luôn. Đây phó bí thư.
người cứ dự một chút này. Ngồi với cán bộ. Ngồi với cán bộ. Cháu tên là Lượng. Thắng ơi. Cháu với Nhu ở Bắc Ninh ấy. Vâng. Cháu đây em có đây. Thôi được rồi, được rồi. Tí uống nhiều ấy. Tí là uống hết với bà con luôn đấy. Máu lắm. Ở trong đấy uống rượu cũng ít hơn, con trai họ uống bia nhiều. Cô dự này tham gia cùng với cả Nguyễn Tất Thắng là từ 2019 rồi. Giúp nhiều kênh nhiều lắm ạ. Cô giúp nhiều cũng cầu đường nhà học sinh, nhà văn hóa, cái thứ là giúp tất. Cả y tế, cả bên y tế nữa luôn. Ba em nhé. Chúc mừng nhé. Đợt này là nhiều thôn mời đại đoàn kết lắm. Năm nay là được hiện giờ là 9 thôn mời rồi. 9 đến 10 thôn rồi đó. Không. Ở các nơi Anh Hồ thì là được thôn này mới là thôn Lùng Trang mời. Sơn Phong thì đẹp rồi. Nhưng mà Sơn Phong thì tổ chức đi đâu là bà con cũng quý nên là ngày hội đại đoàn kết là bà con mời. Tại vì là cũng nếu mà để mời thì có mỗi cái ngày này thôi là bà con mới có dịp để mời. Tại vì ngày hội mà đến ngày hội tổ dân phố của mình vợ cũng phải đi, mình cũng đi được. Là đến nay gặp mặt đông đủ 18 18. Ngày thường ít khi gặp lắm nhỉ. Nay là gần như là 100% đấy nhỉ, không thiếu nhà nào ấy nhỉ. Còn thôi mà có đám cưới đám chim thì mới gặp mặt đông đủ thôi, chứ còn đúng rồi. Chưa được đông đủ lắm. Thôi người em hôm nay tổ chức này là có thời gian. Dạ. Tuần nhất. Dạ. Cháu. Bây giờ nếu mà ấy được bảo tồn được nguồn gen là. Mỗi khi đông đủ đủ. Thế thế thế. Mời nhá. Đồng chí đang này cũng là đảng viên kiệt kiều rồi đấy. Dạ. Trước đấy là cũng đã từng công tác hơn 5 năm trưởng thôn rồi. Nguyên trưởng thôn đấy ạ. Vâng. Nguyên trưởng thôn bản bố đấy. Thời kỳ hợp tác xã làm vất vả lắm. Thời kỳ hợp tác xã. Thời kỳ làm vất vả lắm. Đây hơn 10 năm rồi, còn 20 năm rồi đấy. 15 năm trở lên. 97 rồi. Năm 97 làm trưởng thôn à. Dân bản bố rất là phấn khởi. Thứ nhất là thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ hai được đón tiếp là cháu Tất Thắng với các nhà tài trợ đã có công giúp cho nhân dân bản mùa có được hai cái cầu. Thì trong năm 2023 này, từ nay trở đi là nhân dân bản mùa không phải lội suối như năm trước nữa. Đi lại rất là cảm ơn đến cháu Tất Thắng với là đã đồng hành với nhà tài trợ thì giúp nhân dân bản mùa. Không biết nói gì hơn, chỉ là biết lời cảm ơn cháu thôi nha. Thì bà cũng đại diện cho các cụ cao tuổi là chúc sức khỏe cháu Thắng cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cả nhà tài trợ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, luôn luôn giúp đỡ cho nhân dân bản lùa nhiều hơn nữa. Vâng. Cảm ơn. Bà năm nay bao tuổi rồi ạ? À, bà năm nay 73. 73 tuổi. Vâng, vâng. Vâng. Chúc cho bà là có sức khỏe dồi dào. Vâng. Sống lâu trăm tuổi cùng với cả con cháu. Vâng. Còn đi lại được cầu nhiều. Vâng, vâng. Thế bà uống với cả mâm luôn à? Vâng, bà đã ăn xong rồi. Thôi thế bà cạch nhá, cạch cùng tí nhá. Nào, chúc sức khỏe nhá. Bà có vô được không? Vâng, vâng, nào, chúc sức khỏe cháu nhá. Vâng. Bà thì cái bệnh tim bà không dám uống. Dạ vâng, thôi bà. Vâng, vâng, mời cái cháu nhá. Dạ vâng, chúc sức khỏe bà.
uống thích kiểu 73 năm nay 73 đấy. À. Tuổi tuổi máu mà. Dạ vâng. Vâng. Cảm ơn bà. Vâng, cháu. À. Xem điện thoại cho kênh thì thấy cháu nhiều nhưng mà hôm nay mới thực tế thấy mặt cháu Nguyễn Văn Thắng nhá. Dạ, vâng mới trực tiếp. Dạ, vâng vâng vâng. 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 Thế tự nhiên nhá, cháu cũng thì chịu ở tự nhiên nhá. Đây là toàn những chị em chưa chồng nhá. Bác nào mà muốn xin Facebook thì hỏi Quá Tất Thắng. Chưa chồng quá là quên rồi, em tháng rồi. Đây là ở thôn Bản Lũa. Toàn là thiếu nữ. Ngay mà cô... Còn ai mà bỏ vợ chê thì giới thiệu cho em nhé. Vâng, chào cô. Vâng, các cái chị lão nữa xong rồi ạ. À, cầm chén thôi. Đã cái nước lẩu ấy. Vâng, vâng, chào cô. Đến giờ cảm ơn anh đã đón tiếp cùng với bọn em. Vâng. Thứ hai nữa là cảm ơn anh Thắng đây nó chạy được bọn em thứ hai cái cầu. Anh là kết nối thôi, không phải của anh. Cái mai bảo của anh Thắng chết đấy. Cứ quên ai sao cứ bảo của anh hết. Nhưng mà cũng rất cảm ơn anh. Ừ. Rồi, à, rồi. Đây là cô phải gọi cô ấy, chị. Cô là không uống được rượu. Đó là chị. À, thoải mái mà. Hôm nay có cô dự này anh uống. Một số cô chưa chồng nữa. Còn cô nào chưa chồng nữa là uống hết nè. Quá trời uống hết. Ba cô chưa có chồng này này. Ở đây thì toàn là gái chưa chồng thôi. Yeah. Có ai dắt chồng theo đâu mà biết. Bây giờ thì chưa có chồng. Ở đây là có vẫn là trong đoàn thanh niên hết chứ nhỉ? Vâng ạ. À, đang tuổi đoàn nhỉ? Vâng, tuổi đoàn sinh hoạt đoàn anh ạ. Vâng. Tối từ Hà Giang xuống có mưa lắm không? Mưa nhiều đây không? Ngoài nắng to mà em. Yeah. Yeah. Khác trời rồi nhỉ? Khác bầu trời rồi. Cùng Hà Giang có Hà Giang nắng linh hồn. Mẹ anh cô bà. Mẹ cháu ơi, em rất là cảm ơn qua kênh TV của anh mà anh đã kêu gọi thì đóng cho mọi người quên gọi để làm cây cầu, hai cây cầu. Em đi lại sản xuất dễ dàng hơn, không sợ mưa lũ nữa. Em cảm ơn anh nhiều nhá. À, rồi rồi. Tới này bác lúa chắc phải được 3 bao ấy nhỉ? 1 bao ăn không nổi. À, sinh năm 46 ạ. Nhưng mà 78 tuổi thôi, chưa đến... Đúng rồi, chắc chị mời em một ly. Mời em á? Bà thì sống một đứa. Ôi, như thế. Bà sống một mình á? Ok. Mấy một đứa cháu ạ. Vâng, cảm ơn. Một năm đi gặp nhau một lần. Nếu mà chồng cháu đến chơi. Ba người giao à? Không, người Tày. Ba người ở Bắc Mê thôi mà. À, thế à, Tày Bắc Mê. Ở chỗ nào? Cây 20. Trước bà về đây làm dâu à? Ở nhà phải tiếp rồi. Bây giờ thì có hai là cháu đây này, ở nhà cháu này đấy. Em nói tiếp tình đòi hát đấy ạ. Bây giờ biết cháu làm biết lau đùi. Con cơm đi con. Con tự nhiên đó con. Con tự nhiên nhé. Bà cho con uống với bà. Các bà chỉ cạch chén thôi. Bà nhấp môi thôi. Hết rồi. Bà nhìn thấy thì cháu biết uống rồi. Bà nhìn thấy là TV rồi. Cháu biết uống rồi. Cháu à, sự lái xe thì không muốn đâu. Sức khỏe mà nhá.
Hôm nay cháu say đấy, hôm nay uống nhiều. Cứ vào gặp bà con. Chơi hết phong cảnh Hà Giang đẹp lắm gì đâu ạ. Đi còn lâu thôi. Cách có lần đâu. Nốt nào cũng hoàn thành. Thôi bạn nhấp môi thôi, ui rồi, ui. Cháu nha. Dạ vâng. Anh Thắng ơi, phải gọi là có mỗi ly này ăn nhầm gì. Nhưng mà cái này, ai đó nhỉ, cái này bà mời bà chưa cho cháu cháu đâu mà. Ây à, ai nói tiếp à. Đây, 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 đây. Bên đây có hả? Đây để cháu 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 cháu. Đây cháu cháu, cháu 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 thay nha. Nhưng mà lúc nãy là rót rồi mà. Con uống rồi mà. Cháu con uống quá, con uống rồi. Bà à bà chưa rót à? Thắng ơi, mình em xin các tí nhé. Cái lượng bây giờ. Đủ nữa chưa? Em đang định mời anh một chén. Bà mời mày đâu? Cái vòng vòng này anh mời. Vòng này là anh Cường ơi. Nói là bà mời cháu mời anh một chén nhỉ? Cháu mời bà. Nhất kêu chị em mình được cùng nhau. Ok. Xin cảm ơn nhé. Em gọi là anh Phước nhưng mà đằng này lại bảo bên anh em bên nội thì là gọi thành em à? Không. Anh à? Thế sao gọi mẹ là TV chứ? TV à? Bên nhà là cô. Hôm nay mới gặp mặt. Tưởng mình là chị. Nhưng mà trước là biết rồi. Chị rồi, thế toàn gọi mẹ là gì thôi? Cậu là gì mà? Gì là em ba em hả? Ba em của mẹ của anh, bố anh. Thế là mẹ chồng của em ấy. Thì là vẫn ba em của bố anh. Em vẫn là em. Đấy, theo cách cô không nghỉ rồi. Rồi ba em luôn đúng không? Văn Nghệ đúng không? Ai là lúc nãy đóng ấy nhỉ? Đóng cái bà chửa bụng to to nhỉ? Về đẻ. Rồi mời các em nhá. Thôi rồi Văn Nghệ mày được đấy. À, tập luyện có lâu không? 3-4 hôm anh ạ. 3-4 hôm à? À thế mà múa như kiểu diễn viên chuyên nghiệp ấy nhỉ? Tần Lửa là có truyền thống đấy. À, truyền thống Văn Nghệ, Văn Gừng đấy đúng không? À đây đây đây, vào vào luôn, cùng chuyến đò đi. Nhanh nhanh nhanh. Đây cho hai em này nữa. Cũng đôi Văn Nghệ nhỉ? Dạ vâng ạ. À. Đôi Văn Nghệ còn ai nữa tập hợp về đây thì hát được bài gì hát luôn đi nhỉ? Ừ. Có được bài gì luôn không? Hả? Chắc là không. Không hả? Ôi đôi Văn Nghệ này. Không làm ăn được gì nữa. Sang đi. Đâu còn ai Văn Nghệ đâu? Đây đây đây, một chút xíu đây nhé. Được chưa, rõ thế chưa? Rồi, nào. Mời các em nhá. Tên là gì, em tên gì? Yến à, em này? Em tên Hiền. Hiền à? Em? Huyền. Khải à? Kết à? Nhìn cái kết luôn. Nhìn cái kết luôn à? Xinh gái nhất rồi. Thế à? Kết rồi đấy. À, ok. Rồi, chúc cho đội Văn Nghệ dân gian của thôn đúng không? Ngày một có nhiều bài hay, múa đẹp cho bà con nhân dân thôn Bản Lũa thưởng thức. Lâu lâu anh Thắng vào cũng được nghe. Là tuyệt vời đấy. Hôm nay là múa rất là đều. Tập luyện có 4 ngày thôi nhưng mà múa hát như này phải nói rằng là phải có năng khiếu mới làm được. Nhưng như bảo anh Thắng là 30 ngày anh cũng không làm được cái việc đấy. Cô uống một tí, cô ơi, cô uống một tí. À, dô gái nhỉ? Đội Văn Nghệ chắc là dô được nhỉ? Có dô được không? Hả? Hát thì không biết nhưng mà dô thì giỏi. Nào! Anh em ơi! Hay ba! Dô! Hay ba! Dô! Hay ba! Đội Văn Nghệ là như kiểu thở hát ra đấy. Thôi được rồi, uống như nào tùy tâm nhá. Được chưa, được chưa, được chưa? Tùy tâm. Rồi, rồi. Nào, tay đâu?
Nào, 2, 3, go! Tuyệt vời. Thôi để cho đội văn nghệ là tự tin hơn. Thắng sẽ kết thúc cái video của mình ở đây. Và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo nhé. Và hôm nay thì là trong cái chương trình mà đến thôn Bản Lũa, một cái thôn mà rất là nhiệt tình. Và trong chương trình làm cầu, làm đường, bà con rất là hăng hái trong các việc. Và hai cây cầu đã thành công. Mà hôm nay là một ngày tổng kết cuối năm của bà con trong cái chương trình ngày hội đại đoàn kết. Xin cảm ơn gia đình bác Ngô Trung, ông Ngô Khôn Trị, cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã cùng chung tay và xây dựng nên những cây cầu rất là đẹp trong 21 cây cầu trên kênh Nguyễn Tất Thắng. Và cảm ơn cô Dự đã đồng hành cùng Nguyễn Tất Thắng. Và chiều nay cô Dự là vẫn còn một cái chương trình nữa, đi sang nhà ông bà Quân. Thôi xin chào và hẹn gặp lại. Ok.